thì những bản nhạc để khởi động cho bữa tiệc của tối ngày hôm nay đã được bắt đầu. Một lượt du khách trở về với trung tâm tại ngã tám thành phố Tuyên Quang đang rất đông. Những nụ cười thật là tươi của những vị khách đang trở lại với thành phố Tuyên Quang. Mọi người thành phố Tuyên Quang mến yêu, thân thiện xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khách quý từ mọi miền của Tổ quốc cũng như đến từ nước ngoài, các nước bạn đã trở về với mùa trung thu năm nay. Một mùa trung thu đến rất sớm với thành phố Tuyên Quang. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và đặc biệt hơn. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cháy hết mình cho một đêm thật đặc biệt của ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2024. Một lần nữa xin kính mời toàn thể quý vị hãy khẩn trương trở về với trung tâm của ngã tám thành phố Tuyên Quang. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.